Ok, xin chào anh, chào mừng bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng nha. Và vẫn là Thắng TT đây. Chỉ khác là hôm nay Thắng đã thay đổi skin núp. Bởi vì là các bạn toàn chê là Thắng lúc nó gà, nó không biết thế này thế nọ, nó chỉ biết ăn chứ không biết làm. Nó suốt ngày bị thằng Pro chôn làm nhà để hơn thằng Pro. Nói chung là cái gì cũng không bằng thằng Pro cả. Cho nên là hôm nay đã đổi thành cái skin núp để chứng minh cho các bạn biết núp không gà. Ok, và tất nhiên để chứng minh cho các bạn thì Thắng đã gọi Pro sang đây để chôn Pro các bạn ơi. Nhưng mà Thắng gửi thư từ lúc 7 giờ sáng mà bây giờ là 12 giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy cái thằng Pro nó vác mặt sang đây các bạn ạ. Thôi mình phải canh ở cổng đã. Thắng sẽ chôn cái thằng Pro ấy từ cái ngoài cầu đến vô trong nhà của Thắng. Bởi vì cái khui nhà của Thắng nó cái đẳng cấp này, cái thằng Pro nó không biết đâu các bạn ơi. Và bây giờ đợi cái thằng Pro nó xa mới được mà chưa thấy nó đâu cả. À được rồi các bạn ơi, thấy nó rồi sao này. Đó kia kia các bạn thấy không? Cái thằng Pro mà mặc bộ giáp kim cương luôn, một cái thằng Pro nghèo thật. Đáng nhẽ bây giờ người ta phải mặc cái bộ giáp né thở rồi mà cứ mặc mãi cái bộ giáp kim cương. Và các bạn ơi, bây giờ là Thắng sẽ dụ cái thằng Pro đi. Ố, tại sao mình lại bị thiệt mạng ở đây nhở? Không biết cái thằng Pro nó vừa làm gì mà một phát mình bị thiệt mạng luôn các bạn ạ. Chết thật là Pro đi. Rồi các bạn ơi, rồi bây giờ là Thắng dụ cái tên Pro đi qua cái cầu của Thắng ấy. Vì là cái cầu của Thắng chỉ xuất hiện 5 giây thôi, xong nó sẽ thụt lại và thằng Pro nó sẽ bị ngã luôn. Ok. Thằng trên mạng sao đây thế? Rồi, không biết đâu, bây giờ Thắng sẽ gọi Pro vào nhé các bạn nha. Em Pro ơi, em Pro ơi, em Pro ơi, vô nhà em đi, trời đến nhà không nhận vào, cứ làm cái quái gì em vừa bị chết một mạng xong này. Nhà nghe chất vậy. Quá ghê luôn, anh có biết nhà em mua bao nhiêu tiền không? Cái này á, cái này chỉ là đồ trang trí thôi. Cái này để khách sang khách múa cột thôi. Em vừa mua ngôi nhà 50 triệu với kim cương luôn. Ui, đố anh ơi, bây giờ anh là Pro, đố anh vô được cái căn nhà của em ấy, đố anh luôn đấy các bạn ơi. Đúng các bạn ơi, bây giờ ta sẽ đố cái tên Pro kia vô được nhà của Thắng ấy sẽ là Pro như thế nào, hay chắc chỉ gà hơn cả lúc như mình thôi. Đố anh vô được luôn đấy. Bây giờ đố anh không đào các khối đất để mà anh sáng được cái ngôi nhà của em, đố anh luôn, anh chịu chưa? Không chơi cánh bây giờ anh phải nghĩ có cách nào để sang ngôi nhà của em chứ, ngôi nhà em chịu đây, không thế. Ui trời ơi, anh chịu chưa? Anh chịu chưa? Okay. Ok bạn ơi, vậy là anh Pro đã chịu rồi nha. Đấy, bởi vậy là anh Pro đã gà hơn Thắng rồi. Bây giờ anh Thắng sẽ bảo anh Pro. Anh Thắng ơi, bây giờ anh lấy cung tên, anh có mang cung tên không? Vừa nhặt xong. Ui giời, anh bắn vào cái đây, bắn trúng em này, bắn vào cái khối này này, cái khối điều lạnh như này để mở cái cây cầu đó ra. Anh Pro ạ. Để xem anh Pro bắn bao nhiêu phát thì sẽ trúng cái khối kia các bạn nhá. Qua nhà luôn. À trúng chưa anh ơi? Đang bắn. Ui giời ơi, tưởng thế nào cơ các bạn ơi, tưởng thế nào, bắn 2 phát rồi. Trời ơi, 2 phát rồi, ok, xịn chưa? Anh đi sang cầu đi, anh sang cầu đi, nhanh lên đi. Không, đi cầu, đứng đấy, rồi, anh đứng đấy, rồi, anh đứng đấy, anh ngắm cạnh đi, cạnh đẹp không? Cạnh đẹp không? Cạnh đẹp, wow, yeah, các bạn ơi, trời ơi, phát đầu tiên đã bị Thắng chôn ngã xuống hố lava rồi, la. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái màn thứ hai à, bởi vì là cái màn cầu anh thì biết rồi, nên là cái màn thứ hai là anh thì không biết là cái tia laser đâu. Ok, đây là Thắng sẽ cho anh Pro để cho anh chạm tia laser nha bạn ơi. Rồi anh Thắng ơi, anh Pro ơi, vô đây đi Thắng ơi, vô đây lại vô đây, trời ơi. Anh ơi, nhanh, có con SCP đằng sau anh cậu, con SCP, ui trời ơi. Đấy là con SCP 939 đấy, nó hơi bị nguy hiểm đấy các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, anh không nhìn thấy nó ấy? Tưởng anh vào đầu anh không nhìn thấy nó. Ừ. Kém rồi, trời ơi, đúng rồi. Chắc là chắc nó tàng hình đối với anh sao ấy. Đổi được. Anh bắn sang cầu của em đi. Ok, sang cầu chuyện nhanh sang cầu đi, nhanh kịp rồi nhanh bọn cầu rút. Ôi trời ơi. Thế là SCP cắn à? Trời ơi. Chả biết anh bị con SCP cắn hay là anh chạm vào cái tia laser của em rồi. Nói chung là thôi, bây giờ anh cứ đứng đây để em xuống nhà em mở hết tất cả các chức năng để cho anh sang được ngôi nhà của em nha. Đó, các bạn ơi, bây giờ là Thắng sẽ đi mở tất các chức năng bảo vệ ngôi nhà của Thắng nha các bạn nha, để cho anh Thịnh vô được nhà của Thắng chơi. Rồi, được rồi các bạn ơi, bây giờ ngôi nhà của Thắng đã tắt các chức năng bảo vệ rồi nha, tắt các chức năng an toàn rồi nha. Rồi, bây giờ là ta sẽ cho anh Thịnh vô cái ngôi nhà của Thắng, nhưng mà lại không phải là vô cái con đường bình thường đâu. Ôi trời ơi, cái đường ra ngoài đâu rồi ta? Trời ơi, nhà của mình mà mình còn quên cả đường ra ngoài luôn. À, đây rồi, à, đây bên này, trời ơi, mấy cái kính nó nhìn trong suốt. Ok, anh Pro ơi, đâu rồi anh Pro ơi? Trời ơi, vô đây đi, nào, bắn vào cái quả này đi.
Đó, nhanh nào, nó không mấy con SCP nó ra, nó cắn anh toi mặn luôn. SCP đâu? Tụi ấy đằng sau anh ấy. Ui, thấy chưa? Bro, nó phải khác kìa. Anh thấy mấy cái tia laser nó biến mất chưa? Đây là cái ngôi nhà bảo vệ của em đó. Xịn lắm. Anh nhìn này, anh nhìn này, anh nhìn này. Anh nhìn này, đó, đây nè, đằng sau mà anh ơi. Đây nè, vào rồi, vào rồi, đây nè, kênh chợ. Hàng nào sắt, kênh chợ, kênh chợ, kênh chợ. Quá là ghê luôn. Quá là kinh khủng luôn. Nào, em tắt đi cho anh vào này. Quái, xịn chưa, đây. Nào, đi theo em, đi theo em, anh ơi, đi theo em cho anh xem cái ngôi nhà của em. Quá là đẳng cấp luôn. Đóng vào, anh ấn cái nút đấy là đóng vào. Trời ơi, mang tiếng là pro, quá là kém luôn. Thấy chưa, xịn chưa. Quá là ghê luôn. Đây, hôm nay em sẽ cho anh xem bí mật. Ố, anh bị làm sao đây? Không biết. Trời, cái ngôi nhà bảo vệ của em là một người thiệt mạng là cả hai người thiệt mạng luôn đấy. Trời ơi, cẩn thận nhá. Anh đừng có để thiệt mạng nhé, là toi luôn. Đó. Trời ơi, thế bây giờ ai mở cổng cho đây? Ai mở cổng cho mà vào đây? Bro, nó phải cắt điện. Ôi giời ơi, anh ấy, chó các bạn ơi, mời sang nhà chơi mà phá mất cả cái cổng hàng rào sắt của thắng này. À, chất luôn. Đánh cho phát, đánh cho phát, đánh cho phát, phá mất cả cổng hàng. Thế này thì mấy con SCP nó vô là toang luôn á. Có thằng này, có thằng nó đang đi dò khoáng sản này, đi này. Đây, anh thằng này là nó lòi ra nhiều kim cương lắm đây này. Thấy cái máy của nó chưa? Thấy cái máy chưa? Nó đánh mình đấy. Quên, đừng quanh nó, thằng này nó đi dò những con SCP anh ạ, quên mất. Quên. Hôm nọ giúp em đánh con SCP đấy. Rồi, anh ơi ra đây này, em cho anh xem cái con đường bí mật đây này. Đây. Đấy, đây nè, cái thằng này, thằng thú binh này nó vượt ngục mày anh này. Đó, thằng thú binh đấy. Đây rồi, đừng đấy, con đường bí mật này, đường này về cái ngôi nhà. Bám biết luôn. Đó. Quá là ghê luôn, đúng là bờ đồ luôn. Ghê chưa, ngôi nhà xịn chưa. Rồi, nào thằng cho các bạn xem cái ngôi nhà của anh Pedro đẻo lắm, không bằng một gốc hố xí cái ngôi nhà của tháng. Ôi trời. Cái hầm mò này đi à. Ủa, cái xe hầm mò bên kia rồi, hầm máy tích đầu kia rồi. Thôi đi bộ lâu lắm anh ơi, đi bộ lắm thôi, đi đường này nó nhanh hơn, đừng có ra đây. Đây thôi, quay về đường cũ đi đấy nhanh, bây giờ nó phải có xe cơ. Không có xe chạy bộ còn lâu. Wow, như này. Ui. Hôm nay mình để ý nè. Ui, cái dãy núi sắt tiên bây giờ biến thành đen xì như này. Ui giời, sao lại có hai cái hố đấy? Oh nhở. Oh my god. Wow, hình như nước của nó bị nhiễm độc rồi sao ấy. Thật á? Đây nè. Trời ơi, nước của nó đen xì luôn. Ai à, đói quá rồi, hết thức ăn rồi. Có gì ăn cho vơi. Bên này còn ba. Ôi, em có bánh mì này. Cho đây, cho đi. Đây nè, bánh mì đó. Cho bánh mì luôn. Wow. Oh my god, có bánh mì. Trời ơi, các bạn ơi, nước ở đây nó bị làm sao mà quay màu đục luôn. Wow. Trời ơi, sâu ơi là sâu anh. Xanh đỏ tím vàng luôn, ghê quá nhở. Wow, các bạn ơi. Ui, sâu thế. Wow, tôi lên. Hình như lượng, wow. Ở bên dưới kia còn có lava luôn các bạn ạ. Wow. Chỗ này thằng chưa khám phá bao giờ luôn. Ô, anh Thắng ơi, anh xuống đây anh ngõm luôn đấy. Wow, nhìn nè, các bạn ơi nhìn cỏ. Wow, dãy núi đen xì luôn. Wow, trời ơi, sao tiên tờ là trời nó mưa luôn nè. Ui, màn hình của anh toàn chữ luôn, trời ơi. Ui, trời ơi, trời nó mưa đánh sấm sét luôn, ui, vừa mới bơi xong này. Và hiện tượng sắp dông bão luôn. Trời ơi, wow, sao tự nhiên nhiều zombie, wow, bay zombie luôn. Mưa, trời ơi, bay mưa. Zombie luôn này. Wow. Mưa đây là nó wow, anh ơi, sao... Đi ra đầu này này, ui. Trời ơi, đầu bao nhiêu là sấm sét luôn, xã man luôn. Giết nó luôn, giết hết. Wow, bao nhiêu sấm sét luôn. Wow, có thằng nào đen đen này. Trời ơi, thằng nào đen đen này. Ui, 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 ui. Trời ơi, mưa một chút xíu thôi. Ô, sao mà nó cứ đánh anh nhỉ? À, mày quá. Chắc là em không có giáp. Chắc là em không có giáp nên là nó mới đánh anh. Wow, Thắng ơi. Trời ơi, tới chỗ, wow. Con, wow. Trời ơi, cái con quái gì thế này. Ồ, may quá con ơi, cái con quái gì nó không đánh thằng lúp. Cái con quái gì không đánh thằng lúp. Wow, trời ơi, nó không đánh em đâu mà anh ơi. Trời ơi, anh Thắng ơi, anh Pedro ơi, nó đánh anh nhỉ. Anh đang giết wow. Wow. Trời ơi, nó lổ một phát là kinh khủng quá. Đấy nè, bây giờ là, các bạn ơi, bây giờ là sẽ dụ cái con SCP này. Các bạn biết con SCP này là con SCP bao nhiêu không? Con SCP này là con SCP 3008 nha. Thắng sẽ dụ nó về cái ngôi nhà của nó. Rồi, dụ về cái ngôi nhà an toàn để cho nó ngã xuống cái hố lava hay là... Wow! Trời wow! Nó đập một phát là có sấm sét luôn các bạn ơi. Được cái là nó không đánh thằng lúc các bạn ạ. Nó không đánh thằng lúc, bây giờ chỉ có là anh Thịnh dụ nó về nhà thôi chứ nó không oánh mình các bạn ơi.
Ok, cổng mở rồi, Bắn nó đi, rồi, ok anh ơi, nhanh nhanh nhanh. Bắn nó phát nữa. Con này nó làm lắc cả bản đồ của em luôn này. Sang cổng đi anh ơi. Chạy luôn, sang cổng luôn nhanh. Cổng xuống này sao? Nào. Nhanh lên. Ok, rồi. Đó, hình như cổng. Nhưng mà nó chưa bước sang cổng anh ơi. Nó chưa bước. Cho mày phát nữa nè. Nào. Wow, các bạn ơi, mũi tên bây giờ nó bay ra chậm dí luôn nè. Nát quá. Nói chung là bây giờ con này nó không vô được đi đâu. Ô, cái cánh cổng nó không đóng lại anh ơi. Cái cánh cửa nó không đóng lại à? Nát rồi. Thôi xong, quá là ghê luôn con SCP này. Rồi. Nhìn anh đóng nhau luôn này. Đâu. Đây. Hình như lắc quá nó không quánh được mình mà mình cũng không quánh được nó sao? Quánh nó. Quánh nó. Anh ơi, đánh. Wow. Nó nhả thôi. Ok, thôi, nhanh vào cầu nhanh. Cái cây cầu này nó lang quá này. Thôi anh ơi, chạy vào. Ui dồi ôi. Vào cầu đi anh ơi. Vào cầu đi. Không đánh được nó đâu, vào cầu đi không đánh được nó đâu. Vào cầu đi, vào ngôi nhà an toàn đi. Ơi, vào ngôi nhà an toàn thôi, không đánh được nó đâu. Vào ngôi nhà an toàn không đánh được nó đâu. Rồi. Đóng cửa sắt lại. Ok, các bạn ơi. Đâu nhìn nó đâu rồi? Bên kia kìa. Hôm nay con SCP-3008 đã tấn công cái ngôi nhà an toàn của Thắng. Nhưng mà không thể làm mà vô được cái ngôi nhà an toàn của bọn Thắng đâu. Rồi, bây giờ là Thắng mới pro sẽ đứng ở đây bắn cung tên, bắn đến mà nó thiệt mạng thì thôi. Đó nha, bây giờ Thắng sẽ kết thúc cái video của Thắng tại đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.